Bô sọc dưa huyền thoại. Đó, mấy anh sưu tầm thì mấy anh biết dòng sọc dưa này rất là mắc ha. 1970 sọc dưa huyền thoại. Bắp bột còn nguyên cọng bắp bột của nó luôn. Nước chrome con này còn rất là đẹp. Tiếng rất là hay ha, sọc dưa huyền thoại tình trạng còn rất là đẹp. Đây. Nó có cấn nhẹ một chút xíu bằng cái đầu của cái kim ngay chỗ này thôi, còn lại không có gì để nói ha. Đó. Góc 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 thì khỏi nói đi, góc thì chút xíu đáng kể đó. Tiếng rất là hay ha, dòng sọc dưa này mà anh sưu tầm anh mới biết ha, giá trị sưu tầm rất là cao.